Tem SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Chào, kính chào quý giả của đài truyền hình SBTN. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình SBTN Morning với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, SBTN Morning được đài truyền hình SBTN trực tiếp truyền hình từ miền Nam California mỗi ngày từ thứ hai đến chủ nhật. Từ 8 giờ sáng, 9 giờ sáng giờ California, hôm nay là ngày thứ hai 19 tây tháng 10 năm 2020. Như vậy là chúng ta còn khoảng 20 ngày nữa, phải không anh? Còn bao nhiêu? Không tới. 14 ngày nữa, 14 đúng 2 tuần thôi, nữa tới ngày bầu cử. Xin chào Mai Phi Long. Xin chào Nội Dũng, xin chào quý khán thính giả đài truyền hình SBTN. Gần đến ngày bầu cử thì thưa quý vị, nhiều người cũng hay nói với nhau một câu rồi. Làm sao gắn đến ngày bầu cử rồi mọi chuyện sẽ đi qua, rồi tất cả nó chỉ là một kỷ niệm thôi. Thì đó là nhiều người nói với nhau trong cái thời khắc như thế này. Nhưng mà ngày hôm qua, thưa quý vị, liên quan đến chuyện bầu cử ở tại miền Nam California, chúng tôi tại khu vực Orange County, phải nói là rất là xôn xao. Lý do xôn xao là vì Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua đã có mặt ở tại Orange County để ông tham dự một cuộc gây quỹ. Và cuộc gây quỹ này do một đại gia trong cái ngành mà khoa học điện toán đứng ra tổ chức ở tại khu vực thành phố Newport Beach, trên một cái đảo gọi là đảo Lido. Thì thưa quý vị, ngày hôm qua Tổng thống Donald Trump đã có mặt ở tại Orange County vào lúc khoảng chừng 11:30 trưa. Ông đáp máy bay xuống thành phố, xuống sân bay John Wayne, rồi sau đó đi xe đi đến khu vực đảo Lido để nằm trong Newport Beach để tham dự cuộc gây quỹ. Và trên mạng quý vị thấy đó là đoàn xe của Tổng thống. Và trước khi ông đến thì thưa quý vị, là từ sáng sớm là đã có hàng ngàn người đến khu vực này để mà chào đón Tổng thống Donald Trump. Và trong sự kiện này chắc là chúng ta nghĩ là người Việt Nam chúng ta có mặt đây cũng đông nhỉ? Xin nói rõ lại là ông Trump đến đây là gây quỹ mà tham dự một buổi gây quỹ. Cái đây là private, nghĩa là hoàn toàn là mang tính cách tư nhân, tức là người ngoài không có vô được. Tôi nói vậy để quý vị rõ, quý vị hiểu lầm là công chúng được vào, công chúng không được vào. Chỉ có những người nào ghi danh trước và đóng tiền mới được vào. Đây là cái ông tỷ phú, ông đứng ra ông tổ chức và tổ chức cho Tổng thống Donald Trump. Thành ra đây nó là private event. Đây là người ta đứng bên ngoài đường và nhìn cái đường ông đi qua thôi, chứ không ai được vô cả. Và tối thiểu những người tham dự đây á, giá gọi là giá thấp nhất là 2.800, giá cao nhất là 150.000 đô la một người. Và tôi được dịp có được biết một số nguồn tin riêng cho biết là những người mà 2.800, anh Long biết đứng ở đâu, đứng xa tít mù khơi. Đây là những người không trả đồng nào, là đứng ở ngoài là không thấy gì hết á. Còn 2008 là đi ra phi trường John Wayne đấy, anh biết không, là đứng xa lắm. Rồi vô trong đó vậy anh không được vô trong gần đâu, cỡ 50.000 trở lên thì mới được vô đứng gần Tổng thống. Và tôi được biết đó là trong cái phòng mà ngày hôm qua mà đứng gần Tổng thống Trump, chỉ độ trên cái xe bus đó đi chỉ khoảng 50 người thôi. Và đây là cái nhà này là cái chỗ đến để mà khám nghiệm thôi, xét nghiệm COVID-19. Tôi được coi một số hình ảnh đó. Sau đó lên xe bus đi đến một nơi khác. Thành ra chưa chắc ở Lido Island tôi nói. Và một trong những người Việt Nam, có thể nói là người duy nhất, có đúng không thì đúng hơn, bởi vì tôi nghe người này nói rằng là khi mà lên xe bus đó, đi vào đó là bà không thấy một ai là người Việt Nam cả. Đó theo lời bà kể. Đó là sư cô Bích Liên. Ngày hôm qua đã theo tôi được biết là phải nói là đóng một số tiền khá lớn mới vô được bên trong. Và tôi thấy hình cô sư cô chụp hình với lại Tổng thống Donald Trump luôn. Nhưng mà tôi có được một đoạn video là trước khi lên xe bus. Sau đây xin mời bạn cho coi cái màn hình laptop của tôi. Nữ sư cô nói về cái chuyện này như thế nào. Hello my friends, right now I'm going to Lido. I'm at Lido's hotels in Newport Beach because we're going to meeting with President Donald Trump. We're supporting him today. We've been here at 6:30 in the morning. Right now, there's a lot of business people and supporters of the President Trump. We've been here today, waiting for COVID test, and after that, we have a meeting lunch today. So I should let you see that these are the hotels inside.
well for supporting our President Trump. See, this is the badge. I will be there. And this is the badge. This is the one here. I will have a meeting and have a pictures taking with Donald Trump here later. You see this? And my badge here. Yeah? Okay, I will show you something else if I have a chance, okay? These are all of my friends I met here in Newport Beach, California. Okay, my dear? You see that beautiful picture? Okay, dear, I want to wish you all of my friends a very happy days and very healthy. Vâng, thưa quý vị thấy đó là lời của sư cô Bích Liên. Kể trước lúc chuẩn bị mà test COVID-19 để đi vào trong cái chỗ mà gặp Tổng thống Donald Trump. Và tôi có coi một đoạn video khác như sư cô kể là sau khi test xong, xét nghiệm xong, uống cà phê rồi bắt đầu lên một xe bus có khoảng 50 người. Và sư cô nói là không thấy người Việt Nam nào khác. Và quý vị thấy hồi nãy sư cô có giơ cái bảng, anh biết... cái gì ID card là cái gì biết không? Cái giấy để đến chụp xếp hàng chụp hình, tôi thấy đúng số rồi. 42. Đúng rồi. Chỉ có những người đóng số tiền lớn mới được chụp hình với Tổng thống Donald Trump. Đó, quý vị thấy không phải ai cũng chụp hình được. Tùy theo cái giá, tôi nghĩ giá 2.800 thì không chụp hình được rồi. Theo tôi hiểu đó, hồi trước mà tôi theo dõi thường thường nó chụp hình với Tổng thống đó. Trung bình Tổng thống nói chung tất các Tổng thống đó minimum phải là 10.000 đô. 10.000 đô. Tôi không biết là ni sư sư cô đóng bao nhiêu tôi không biết, hay là ủng hộ bao nhiêu tôi không biết, nhưng mà đối với Tổng thống Donald Trump là cái đó là cái mới được vô chụp hình. Thì đó là cái chuyện mà ngày hôm qua thì thưa quý vị, đây là cái private party, cái private fundraising, cho nên là chỉ có một số người được vào thôi và họ giới hạn. Và thường thường những cái mà fundraising như thế này, gây quỹ này đó, thưa quý vị, mà khi thông báo ra đó búng cái tay cái là nó sạch bách, các cơ quan, các công ty lớn là họ mua hết những cái chỗ mà ngon. Bởi vì đồ ngồi gần Tổng thống chỉ độ chừng 50 người thôi, còn ngồi xa thì là nhiều khi 2.000, 3.000 là chỉ vô uống ly nước thôi và được là thấy thôi, hoặc là chụp hình từ xa chứ không được lại gần chụp hình. Bởi vì thường thường vấn đề an ninh, rồi bây giờ lại vấn đề Covid-19 đó. Và những phòng đó thường nó phòng nhỏ, không có chứa đông được, thành ra thà người ta chứa ít, ta lấy tiền nhiều, tối đa 150.000. Thì những người nào ngồi gần Tổng thống thì được nghe Tổng thống nói chuyện hoặc bắt tay chụp hình thì thích hơn. Chứ ta không thích là lấy đông, lấy số đông, lấy tiền ít mà nhiều tiền, nhiều người quá thì lại không kịp để chụp hình. Mà ngày hôm qua Tổng thống rất là bận. Ông từ Nevada, sau khi dự buổi lễ, ông bay qua Orange County, xong ông trở về thành phố Carson City, cũng ở Nevada luôn để vận động. Thành ra thời gian nó chỉ có mấy tiếng đồng hồ, thành ra ta làm rất là nhanh gọn lẹ. Và quý vị thấy đó, hồi nãy quý vị coi phía sau đó là có mấy người mặc cái áo mà bảo hộ y tế đó, họ lo chuẩn bị để họ xét nghiệm COVID-19. Tôi rất tiếc tôi không có đưa coi được một số cái hình, tôi có coi được những cái hình sư cô ngồi, nghĩa là người ta xét nghiệm được kia đàng hoàng cẩn thận. Thì đó là câu chuyện. Còn những người mà quý vị thấy nãy đứng ngoài đường là anh Long đứng xa tít vù khơi mà coi như cái đoàn xe đi qua thôi, chứ còn không có hưởng sái được gì, cái gì đứng chờ thôi. Hưởng trên hưởng cái hưởng gì thôi. Mà không biết là ông ngồi chiếc xe nào luôn mà đi một đoàn xe thế, không biết ngồi xe nào. Mà thường thường đó, nếu quý vị thấy hồi nãy đó, coi có hai chiếc xe màu đen, hai chiếc xe cắm cờ, luôn luôn bao giờ cũng vậy á. Tôi nhớ là 2016 ở Hà Nội cũng vậy, cái xe mà chở Obama cũng vậy. Lúc nào họ đi cũng hai chiếc, anh biết tại sao đi hai chiếc không? Thì hai chiếc giống nhau. Để đánh lạc hướng. Dạ, đánh hướng, không biết là Tổng thống ngồi chiếc xe nào, đó là ví dụ anh này. Lúc nào cũng vậy, họ đi luôn luôn là hai chiếc, đi kế nhau, thì chúng ta không thể biết chiếc nào là chiếc Tổng thống ngồi. Và ngay cả trực thăng cũng vậy luôn anh, trực thăng mà đi mà đến những cái nơi khác hồi đó. Ông Barack Obama đến Costa Mesa đó, tôi nhớ vậy, họ đi hai cái trực thăng. Hai trực thăng đáp xuống, lúc đó mới thấy bước từ trong chiếc nào ra, chứ trên trời á chúng ta không biết là ông ngồi trong chiếc nào. Đó là cái Mỹ, tôi không biết có đúng không, mà thường tôi thấy là họ đi hai như vậy đó, thưa anh. Hồi nãy em nói rằng là sư cô Bích Liên nói rằng là chỉ thấy một mình sư cô là người Việt, thì đó là theo cái nhận xét của sư cô như vậy. Là trong cái nhóm mà đi vô chỗ phòng đó ngồi có Tổng thống Trump, mà tôi có thấy cái hình sư cô chụp đứng sau lưng là Tổng thống Trump. Tôi thì thấy trên Facebook dạ có một vài tài khoản đưa tin rằng là
đại gia này Việt Nam chụp hình có hai cái vợ chồng nói rằng chúng tôi nhất quyết phải đi vào trong để gặp Tổng thống Trump, trả rất nhiều tiền. Dạ. Nhưng mà thực chất như thế nào thì tôi chưa thấy. Thì bởi vậy thì tôi mới hỏi anh là xác nhận có hay không, tuy trên Facebook nhiều người claim rằng là họ đi vào trong đó lắm. Tôi cũng đi vào luôn. Mà tôi không cho biết. Anh đi vào bằng mấy hình phải không? Không. Tôi để mấy mốt tôi đưa hình đó ra. Bây giờ khoan okay. Tôi đã có thể là vài chục năm sau khi tôi chết đó, thì tôi mới đưa cho con cháu tôi coi. Ok, bí mật, yeah. Nhân đây thì cũng xin giới thiệu quý vị sơ luôn. Xin anh Thanh cho xem màn ảnh tóc thóc của tôi. Đây là nhà tỷ phú Palmer Luckey. Anh ông năm nay mới chỉ có 28 tuổi. Và từ năm 19 tuổi thì Palmer Luckey đã chế ra một cái món. Cái món này để dùng trong cái thế giới mà chơi game của con nít. Và sau đó anh đã bán cái công ty đó lại cho Facebook với cái giá là 3 tỷ Mỹ Kim. Và đây là cái người đứng ra gọi là tổ chức gây quỹ cho cái sự kiện ngày hôm qua để mà gây quỹ ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump, là cái người này đây. Năm nay mới có 28 tuổi, là cư dân ở tại thành phố Long Beach. Và từ nhỏ đến lớn chỉ được mẹ dạy học ở nhà. Rồi sau này anh theo như là cái lý lịch được ghi ra trên truyền thông cho thấy rằng là anh chỉ ghé một vài trường đây lấy lớp, nhưng mà cũng chưa có nói là đã tốt nghiệp trường nào. Thì có ghé cái trường ở đây mọi người rất là quen, trường Golden West. Rồi sau đó anh cũng có lấy một vài lớp ở tại trường Cal State Long Beach, là một trường cũng nằm ngay gần cái khu vực của chúng tôi. Thì đây là nói chung là lý lịch của cái người đứng ra tổ chức cái sự kiện ngày hôm qua để mà gây quỹ cho Tổng thống Donald Trump, thân dũng. Vâng, anh này bây giờ hiện nay anh là cư dân của Long Beach thôi này. Dạ. Anh vẫn giữ cái cư dân của anh Long Beach, nhưng mà anh sống ở đâu thì chúng ta không biết. Nhưng mà thường thường những tỷ phú đó họ mua nhiều nhà, nhiều nơi lắm. Nhiều khi họ giữ cái residency ở đây, nhưng mà họ lại ở chỗ khác. Đó, cái chuyện đó là cũng rất bình thường ở nước Mỹ này. Và Newport Beach là cái nơi mà có nhiều tỷ phú và triệu phú ở. Chúng tôi ở miền Nam California, đó là lý do tại sao mà người ta bảo là dân Orange County tính thu nhập bình quân theo đầu người là một trong nơi cao nhất ở nước Mỹ, là nhờ có mấy ông triệu phú và tỷ phú ở Newport Beach. Nó tính cộng với chúng ta luôn. Chúng ta lại thấp, cộng với tỷ phú thì chia đều ra nó cao đó. Chứ thực sự ra là nó nghiêng hẳn một bên, nó chỉ có một thiểu số thôi nằm ở Newport Beach. Giống như trước đây có nhiều người tôi biết, chẳng hạn như là cố ngôi sao bóng rổ Kobe Bryant. Biết Kobe Bryant của đội Lakers mà chết năm ngoái phải không? Dạ, dạ. Năm ngoái lại bị rất trực thăng đó. Thì anh Kobe Bryant á, anh sinh hoạt ở Los Angeles bởi anh chơi cho đội Lakers từ đó giờ, khi mà ra trường là anh chơi cho đội đó. Nhưng mà sau này anh về sống ở Newport Beach luôn. Cũng sống ở Newport Beach luôn, mà Newport Beach này là cái thời thượng dân giàu vô đó ở không à, gần biển rồi này kia các thứ. Với giống như là bạn bè với nhau, dân giàu với nhau giống như ông Long giờ chẳng lẽ có căn nhà Newport Beach, ông Dũng không có. Thì nó kỳ quá, đi đâu chơi cái ta hỏi ông Long đâu ở Newport Beach, ông Dũng đâu ở Garo thì nó quê quá. Thì ông Dũng cũng ráng mua căn ở Newport Beach và tôi với ông Long cũng là hàng xóm, đại khái như thế. Thì Kobe Bryant á, thời lúc mà sinh thời đó, mỗi ngày đi tập đó anh, đi trực thăng nha, từ Newport Beach bay lên Los Angeles để tập bóng rổ xong rồi đi về, ghê chưa? Đó là lý do tại sao cái hôm mà anh bị rớt máy bay trực thăng chết đó, là hôm đó là đưa cô con gái đi tập baseball ở tại cũng cái vùng nào trên Los Angeles. Nói chung là anh ở Newport Beach, ở Newport Beach nhưng mà sinh hoạt thì Los Angeles. Thì cái ông tỷ phú này cũng vậy thôi, không ở đó nhưng mà lấy cái residency là Long Beach thôi. Nhưng mà ông tỷ phú này có một cái chuyện quan trọng lắm, tại sao mà ông muốn gần gũi với Tổng thống Donald Trump anh biết không? Tại sao? Ông lập một cái công ty. Cái công ty của ông rất là cần thiết cho Tổng thống Trump. Công ty của ông hiện nay là có nhiều cái hợp đồng với Bộ Nội an, với Liên bang, chính phủ Liên bang. Và trong thời kỳ Tổng thống Donald Trump lên làm Tổng thống, ông ký được rất nhiều hợp đồng với lại Liên bang, đặc biệt là vấn đề mà biên giới. Và bây giờ công ty của ông đang phát triển một cái phần mềm, một cái software đó, là có thể trong tương lai là theo dõi những người nào mà vượt biên qua Mỹ mà không cần phải xây tường. Là họ biết luôn những người nào sẽ đi như nào, và họ ra họ chặn luôn, họ bắt luôn, không cần làm tường. Đó là theo báo chí cho biết như vậy. Thì cái công ty cái tường của ông gọi là bức tường vô hình. Đúng rồi, tường biên giới vô hình. Cái ông này phải nói là cũng một dạng giống như là Mark Zuckerberg á. Thực sự ra thì nói cái này một số người tôi nói hơi miên man chút xíu để quý vị hiểu. Ở trong cái giới mà gọi là học thuật á, thường thường người ta gặp nhau người ta hay khoe khoang với nhau, hỏi con anh học trường nào, học cỡ Yale, Harvard,
hay là Berkeley, Stanford, UCLA rồi đó. Chứ còn Long Beach, rồi Cal State Fullerton này kia thường thường người ta chê. Đó, cái này không phải là tôi chê mấy nữa, nhưng mà đó là cái chuyện có thật. Người ta chê mấy chuyện đó. Mà cái anh này Long Beach ra mà dạy ngon. Chưa ra nữa. Không cần ra nữa. Giống như hồi trước ai... Ngay cả Bill Gates. Bill Gates cũng là drop out. Mà nếu tôi nhớ không lầm là ông... Steve Jobs cũng drop out. Không. Một người nổi tiếng là ông... đạo diễn Steven Spielberg cũng học Cal State Long Beach ra luôn, anh có biết không? Yeah. Và tôi nghe nói là hồi xưa ông xin vô UCLA, UCLA reject ông, không nhận, bảo anh trình độ kém quá, điểm thấp quá, không nhận. Còn ông vô Long Beach mà giờ ông trở thành đạo diễn nổi tiếng thế giới, Steven Spielberg, cái trường Long Beach nó ngộ đó, không có nổi tiếng lắm, nhưng mà lại có thành thử ra trường học nó chỉ là một phần thôi. Cái vấn đề đây là người ta làm ra được cái gì, nước Mỹ nó đặc biệt chỗ đó, và đây là một cái trường hợp điển hình thành lòng. Một cái trường hợp điển hình này nữa là thưa anh này còn trẻ cho nên á, bị một cái bệnh mà hầu như các phụ huynh không thích, đó là mê chơi game. Và vì mê chơi game nên anh mới chế ra một cái máy để mà các người chơi game chơi, và nhờ cái máy đó trở thành tỷ phú, thưa quý vị. Xin quý vị tiếp tục chương trình bằng tầng SBTN, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút thông tin thương mại. Tem SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có $9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.